Đừng cho con học tiếng Anh nếu như ba mẹ không biết con học gì. Có rất nhiều ba mẹ thì kẽo kẹt hàng ngày chở con đến trung tâm tiếng Anh. Nhưng mà thực sự thì bố mẹ chỉ có nghĩa vụ là đưa đón thôi, mà cũng không biết là con đang học gì ở trung tâm. Về đến nhà, con học được đến đâu thì học, bạn cũng không hỏi và cũng không biết là con học gì. Và một thời gian sau thì bạn ngỡ ngàng nhận ra rằng tất cả công lao của mình dường như đổ xuống sông xuống biển, con không theo kịp, hoặc là con học tiếng Anh ngày càng trầy trật hơn. Và vì thế cho nên có rất nhiều bậc cha mẹ thì bắt đầu nản, và cả con bạn nữa cũng sẽ nản trong lộ trình học tiếng Anh. Và lời khuyên của mình trong video này là bạn lựa chọn một cách học mà ở đó bạn cũng không cần phải mất nhiều công sức để đưa đón con, nhưng bạn lại hoàn toàn hiểu là con sẽ học gì hoặc là học như thế nào trong từng buổi học. Và đó chính là trung tâm tiếng Anh Pantado, tiếng Anh trực tuyến hàng đầu của Việt Nam, ra đời từ cách đây 8 năm và là sự lựa chọn hàng đầu của các bậc phụ huynh khi cho con học tiếng Anh. Sở dĩ mình có lời khuyên này là bởi vì ở Pantado thì có hệ thống 5 kèm 1, sau mỗi một buổi học thì chắc chắn sẽ có hệ thống đội ngũ giáo vụ có thể liên hệ với bạn để giúp cho bạn biết là ngày hôm nay con đã học gì, học như thế nào, thái độ tinh thần học tập của con ra sao và lộ trình học tập của con như thế nào. Vì sao Pantado luôn là lựa chọn của các bậc phụ huynh cũng như là của các bạn học sinh? Mình tin rằng đó chính là bởi vì phương pháp học độc quyền. Chúng mình có một lộ trình cá nhân hóa, tiếp cận hoàn toàn theo cách của cá nhân. Ví dụ như con bạn thuộc kiểu học nào thì có thể phù hợp với kiểu học đó, và cô giáo thì sẽ điều chỉnh trên cái cách học của chính con bạn. Ngoài ra nữa, điều đặc biệt nhất ở Pantado mà chưa có trung tâm tiếng Anh nào ở Việt Nam có, đấy chính là kết hợp việc dạy trí thông minh cảm xúc vào buổi học tiếng Anh. Các bạn chắc sẽ hơi ngạc nhiên về điều này, nhưng mà thực sự là các bạn nhỏ sẽ có 5 phút mỗi một ngày thông qua các video, thông qua các câu chuyện để dạy các bạn cách quản lý cảm xúc và vượt qua những cảm xúc mà tiêu cực. Và vì thế cùng một lúc vừa học tiếng Anh, các con lại còn có thể rèn luyện các kỹ năng và đồng thời với đó có thể sống hạnh phúc và biết ơn hơn. Không còn gì có thể tuyệt vời hơn như thế thì không các bạn? Chỉ cần bỏ ra một khoảng thời gian cố định là như vậy, nhưng mà con lại học được rất nhiều. Và đó chính là điểm nổi trội và ưu việt ở Pantado mà chúng mình luôn tự hào. Hiện tại thì ở Pantado đang có 59 suất học thử miễn phí. Mình sẽ đóng link khi mà đủ suất đăng ký, cho nên hãy nhanh tay các bạn nhé. Link thì mình để ở phía dưới comment và chúng mình sẽ chờ đón tất cả các bố mẹ cũng như là các con đến với lộ trình học tiếng Anh Pantado trực tuyến hàng đầu Việt Nam.